xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục với bài 4 của chương 8. Đây. Thì chúng mình sẽ bước vào phần từ mới của cô nhá. À, các bạn nhìn thấy từ mới chưa? Ok, now let's get started. A. Listen, point and say. Rồi, cái đầu tiên. One. Mug. Chúng ta có âm này là ở. Mug. Mug. G. Nhưng mà âm g này không đọc là g hẳn đâu đúng không? Chúng ta chỉ có là m. Ok. Thứ hai này. Two. Cái ví. Purse. Mình sẽ có là purse. Purse. Hôm nay của mình sẽ purse. Ok. Thứ ba. Three. Scarf. Chúng ta có âm này là âm o. O. Scarf. À, chúng ta có âm gì là cuối cùng đấy nhỉ? F. Ok, vậy thì mình sẽ có là scarf. Rồi, thứ tư nhá. Four. Postcard. 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 Oh. Oh. Card. Postcard. Ok, thứ năm nhá. Five. Key ring. À, phải móc cho chìa khóa đúng không? Mình sẽ có là key ring. Key ring. Hearing. Dễ rồi đúng không nào? 6. Fridge magnet. Fridge. Fridge. Magnet. Magnet. Magnet của mình là cái nam châm đúng không? Mình sẽ có là fridge magnet. Magnet. Fridge magnet. Ok. Ok. Rồi thì đó nội dung của phần từ mới nhá. B. 1. Listen and read. Phần này thì sẽ là phần đọc và phần nghe và đọc theo đúng không? Vậy thì các bạn sẽ nghe cho cô ở nhà nhé. Tiếp theo này. B. 2. Listen and draw lines. À, đây là chúng ta sẽ nghe và nối. Ok, vậy thì chúng ta sẽ nghe nhé. Look at the pictures. Listen. There is one example. 1. We brought you all gifts. Oh, wow. Thanks. I like these. Where are these mugs from? They're from London in the UK. Chúng ta nghe thấy là they're from London in the UK. Okay. Vậy thì đầu tiên chúng ta có câu 1 sẽ là the UK. That's the next one. Wow, cool. Can you see the line? This is an example. Now listen and draw lines. 2. Câu 2 này. Lucy, come here. Oh, I like this. Where's this purse from? It's from Washington DC in the USA. Chúng ta có là purse và chúng ta có từ đâu nhỉ? Washington DC in the USA. All right. In the USA. Next one. It's for you. For me? Really? Thanks. Three. Số 3 này. I bought this scarf for you, Mom. Oh, thanks. That's lovely. Where's it from? It's from Beijing in China. Chúng ta có là it's from Beijing in China. Alright. Vậy thì số 3 của chúng ta sẽ là China. Số 4 này. Oh, thank you, boys. 4. I like these postcards, Mommy. Where are these postcards from? They're from Cairo in Egypt. Oh, I like... Chúng ta có câu 4 là postcards. Và chúng ta có từ đâu nhỉ? Cairo in Egypt. Alright. Vậy thì câu 4 của chúng ta sẽ là Egypt. Tiếp theo nhá, chúng ta nhìn này. C. Listen, then practice. Trước hết phân tích câu thì chúng ta sẽ cùng nghe một lần nhá. Where's this postcard from? It's from Beijing in China. Where are these shoes from? They're from Bangkok in Thailand. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có là hỏi xem là từng đồ vật này nó đến từ đâu, đúng không? Nó được. Ok, vậy thì chúng ta sẽ có câu hỏi từ đâu, đúng không nào? Where? Tùy thuộc vào danh từ số ít hoặc số nhiều thì chúng ta sẽ có động từ to be chia tương ứng. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy là một cái postcard, đúng không? This postcard. Thì chúng ta sẽ chia động từ to be của cô đây là is. Alright, now chúng ta sẽ có cả câu là where's this postcard from? Được chưa? Chúng ta sẽ có câu trả lời trả nó, đúng không nào? Tại vì là chỉ là một cái số ít thôi mà, đúng không? Sẽ là is from. Is from Beijing in China. Is from.
Alright. Câu 2 chúng ta lại có về these shoes. These shoes. These shoes. Ok, chúng ta sẽ có là are. Tại vì số nhiều đúng không? Nên có shoes. À, vậy nên chúng ta có là are. Vậy thì hai câu này khác nhau ở đâu? Thứ nhất ở trên của cô là số ít này, this postcard. Thứ hai của cô ở dưới là số nhiều đúng không? Are these shoes? Chúng ta cũng có câu trả lời khác nhau. Thứ nhất cho số ít thì chúng ta có is from. Cho số nhiều chúng ta có they are from. Đúng không? They are from Bangkok in Thailand. Alright, vậy thì cả câu này chúng ta có câu đầu tiên là where's this postcard from? It's from Beijing in China. Where are these shoes from? They are from Bangkok in Thailand. Alright, now chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo để luyện tập bài này nha. Pronunciation tip. Ở đây chúng ta sẽ có phần phát âm. Vậy thì trước hết thì cô và các bạn sẽ cùng nghe nhé. In natural English, where are these? Sounds like, where are these? Listen. Where are these mugs from? Where are these mugs from? Where are these mugs from? Now listen again and say. Where are these mugs from? Where are these mugs? Ôi, ok, ở phần này thì người ta đã cho mình một cái phát âm đó là từ mà chúng ta là where are these. Khi mà chúng ta đọc từ từ thì nó rất là mất sức đúng không? Khi ở trong câu dài 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 ơi là dài thì làm sao mà chúng ta có thể đọc từng từ như thế một đúng không nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có là where are these, thì sẽ là where this, where this, ok, where this, where this. Chúng ta có nhìn thấy gì ở đây chưa? Where are this, where this, đúng không nào? Chúng ta sẽ có câu mẫu là where this mugs from. Alright, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái phần này, đó là làm sao để nói cho chúng ta nghe một cách tự nhiên nhất. Thì thay vì những cái cách nói như là where are this thì chúng ta có thể nói là where this, đúng không nào? Where this mugs from. Alright, vậy thì hôm nay bài của chúng mình đến thế nhá. Chúng ta sẽ chuyển qua phần luyện tập này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có gì đây? Hôm nay chúng ta sẽ có luyện tập về những cái đồ vật xuất xứ ở đâu, đúng không? Chúng ta sẽ có những đồ vật từ 1 đến 9 này. Thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta có thể thay đổi nó, đúng không nào? Ví dụ như đầu tiên chúng ta có từ cái túi, cái túi sách, đúng không? Chúng ta sẽ có là purse. Purse, ok? Thứ hai chúng ta có cái gì nhỉ? Cái fridge magnets. Fridge magnets. Thứ ba chúng ta sẽ có là mugs. Mugs. Ok? Thứ tư chúng ta sẽ có là postcards. Postcards. Alright. Thứ năm chúng ta có cái quạt cầm tay, các bạn có nhớ không? Hand fan. Đúng không nào? Thứ sáu chúng ta sẽ có cái khăn, đúng không? Scarf. Scarf. Thứ bảy thì là keyring. Thứ tám là t-shirts. Thứ chín là hat hoặc là cap. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta có cấu trúc câu gì? Vẫn như thế thôi, nếu mà với số ít thì chúng ta sẽ nhớ cho cô là where's, đúng không? Where's this from? Where's this purse from? It's from London in the UK, đúng không? Chúng ta có câu 2 là where's this fridge magnets from? Alright, chúng ta có số nhiều thì sẽ là where are these fridge magnets from? They are from Rome in Italy. Alright, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có những từ có thể thay thế như London, the UK, Rome, Italy, Washington DC in the USA, đúng không? Cairo in Egypt, Ottawa in Canada. Ok, vậy thì tương tự như thế chúng ta có thể thay đổi những cái vị trí xuất xứ này, đúng không? Chúng ta sẽ có là it's from London in the UK hoặc là they are from Rome in Italy. Alright, vậy thì nhớ trong câu này sẽ là số ít thì chúng ta sẽ có là where's, số nhiều sẽ là where are. Ok, thế nhá, các bạn sẽ nhớ này. À, vậy thì các bạn nhìn vào đâu để biết số ít số nhiều? Đây, chúng ta thấy đây không? Chúng ta có hai cái mốc đúng không? Thì sẽ là where are these mugs from? Alright, chúng ta có t-shirts. Where are these t-shirts from? Chúng ta có postcards. Where are these postcards from? Đúng không? Câu trả lời cho số nhiều luôn luôn là They are from Rome in Italy. Đó, đấy là nội dung của phần nói nhá. Chuyển qua phần tiếp theo nhá. Rồi, phần tiếp theo này chúng ta sẽ có là phần trò chơi. Thì chúng ta sẽ cũng như vậy thôi, đúng không nào? Hỏi về những cái đồ vật nó xuất xứ từ đâu. Ví dụ như là chữ đầu tiên người ta cho mình câu mẫu là where's this milk from? It's from Tokyo in Japan. It's from Tokyo. Tokyo, các bạn còn nhớ không?
It's from Tokyo in Japan. Rồi, tương tự như thế thì cô sẽ cho các bạn một cái example nữa là cái purse này nhá. Where's this purse from? It's from Washington DC in the USA. Rồi, chúng ta cũng có tương tự là where are these shoes from? It's from Beijing in China. Alright. Vậy thì bài này cũng là một phần mà chúng mình luyện tập lại cấu trúc câu và từ mới đúng không nào? Rồi, vậy thì các bạn sẽ làm bài này cho cô nhá. Thì bài hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau nhá.